Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Nhận định của chính phủ về hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần trình Quốc hội. Đang thanh tra xử lý các cá nhân liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 5, 6 người thiệt mạng tại Hà Nội. Ô tô Camry lao lên vỉa hè, tài xế bất tỉnh ngay tại ghế lái. Sau khi tuyên bố tấn công toàn diện, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Gaza sẽ phải hối hận chia sẻ của huấn luyện viên Chu Xie về tấm thẻ đỏ của Tiến Linh trước đội tuyển Trung Quốc. Trong tờ trình về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi lên Quốc hội, chính phủ tiếp tục trình hai phương án liên quan bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 1 quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau. Nhóm thứ nhất là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực. Sau 12 tháng nghỉ việc, và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Nhóm thứ hai là người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực trở đi, dự kiến vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, không được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2 là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Dự luật này sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Tại phiên họp thứ 27 Ủy ban thường vụ quốc hội về công tác dân nguyện tháng 9, trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình nhấn mạnh tình trạng cháy nổ tại khu dân cư có mật độ người ở cao vẫn tiếp diễn, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản khiến cử tri nhân dân lo lắng. Đặc biệt là vụ cháy ở trung cư mini ở Hà Nội làm 5-6 người tử vong và 3-7 người bị thương đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra thanh tra để xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan. Theo tổng hợp từ các địa phương, trong tháng 9, các vụ việc liên quan đến trung cư mini chuyển nhượng quyền sử dụng đất góp vốn xây dựng trung cư căn hộ khách sạn khi chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết về bàn giao nhà đất vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ban dân nguyện kiến nghị chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tham mưu cho các cấp ủy chính quyền chỉ đạo các sở, ngành, chức năng phối hợp với cơ quan công an kiểm tra giả soát các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy với trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ với mật độ cao. Khoảng 21 giờ 58 phút ngày 10 tháng 10, tại nút giao Phạm Hùng Dương Đình Nghệ, Hà Nội, một chiếc xe Toyota Camry bất ngờ lao lên vỉa hè. Tài xế vẫn đạp ga khiến bánh trước bên trái của xe xoay tròn tạo ma sát với lòng đường bốc khói mù mịt. Ngay lập tức người dân xung quanh gọi điện báo lực lượng công an phản ảnh vụ việc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và đưa tài xế lúc này đã bất tỉnh đi cấp cứu tại bệnh viện đồng thời yêu cầu bệnh viện xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy trong máu đối với tài xế. Đến 9 giờ sáng ngày 11 tháng 10, bệnh viện chưa có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy trong máu đối với tài xế xe Camry này. May mắn tài xế không bị thương, hiện đang được tiếp tục theo dõi thêm tại bệnh viện. Qua trao đổi với người nhà, tài xế có tiền sử bệnh cao huyết áp. Ngày 11 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội nước này đã dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế lấy lại quyền kiểm soát khu vực và đang chuyển sang cuộc tấn công toàn diện vào giải Gaza. The Times of Israel hôm 10 tháng 10 dẫn lời quan chức Ai Cập cho biết Israel đến nay đã bác bỏ những nỗ lực của Ai Cập trong việc hòa giải giảm leo thang căng thẳng. Israel tuyên bố muốn giáng một đòn hạ gục vào Hamas trước khi đạt thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 7 tháng 10, các thành viên Hamas đã pháo kích tấn công vào Israel từ Gaza. Theo dữ liệu mới nhất, các cuộc đụng độ và đình công đã giết chết gần 800 người Palestine và khiến hơn 4.000 người bị thương. Khoảng 800 người Israel đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã gây thất vọng khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Trung Quốc 0-2 chân sút này chơi xấu trung vệ Giang Quang Tai và bị trọng tài chút quyền thi đấu sau khi va vào cuộc. Huấn luyện viên Philippe Coutinho hy vọng Tiến Linh có thể sửa chữa sai lầm bởi không ai có thể hoàn hảo trong mọi trận đấu. Đây cũng là kỷ niệm buồn của Tiến Linh trong lần đầu tiên vào sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Coutinho. Ở các đợt tập trung trước, Tiến Linh vẫn lên tuyển nhưng không được nhà cầm quyền người Pháp sử dụng. Với tấm thẻ đỏ này, Tiến Linh sẽ không được tham dự trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới. Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu chính thức cũng bị cấm thi đấu giống như khi tham dự giải. Dẫu vậy, Tiến Linh vẫn có thể tham dự cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 vì đây là trận đấu kín có tính chất như một trận đấu tập của đôi bên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 60 giây hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật các thông tin thời sự mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.